chỉ để nghe thôi á? Không không, đối với một người chơi hệ phụ kiện như tôi thì tai là một cái để thể hiện phong cách cá nhân đấy. Vậy nên hôm nay Helios sẽ chỉ cho anh em các nguyên tắc mic setting cơ bản dành cho đôi tai nhiều lỗ nhá. Đầu tiên, nguyên tắc kích thước tăng dần từ trên xuống dưới. Việc đeo kích thước hoặc dáng khuyên từ nhỏ đến lớn sẽ giúp tạo nên hiệu ứng biến chuyển đánh vào thị giác người nhìn, khiến anh em trông thu hút hơn. Thứ hai, double double là kênh mix ở cả hai vị trí trên và dưới, bạn đều đeo khuyên dáng nụ nhỏ như thế này thì ở vị trí dead bạn đeo thêm một dáng khuyên úp sẽ phân tán được sự tập trung vào chính giữa tai của bạn và tạo cho anh em sự phá cách. Cuối cùng là trên nhỏ dưới to. Nếu như vị trí trên như Helix bạn đã chọn một dáng nụ nhỏ thì phía dưới lốp bạn nên đeo khuyên dáng húp để tạo nên điểm nhấn mà không gây nhàm chán. Sau khi xem xong video này, anh em đã có cảm hứng để đi sỏ thêm lỗ tai chưa? Follow Helios để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về phụ kiện nhé.